bao ước mơ ngập tràn tiếng thơ. Trong ta giờ chỉ còn lại nỗi sầu, đường về vắng anh lang thang tháng ngày. Em mới biết lòng mình đớn đau. Yêu sao những buổi chiều cơn mưa đến thật nhiều, bên sông có người đứng trông chờ. Thương đôi mắt long lanh, môi xinh chút ngại ngần, cho nhau những ngày tháng phiêu bồng. Rồi thoáng hương đồng bay đi, một cõi xa xăm lại về. Anh ơi có biết chỉ là giấc mơ. Giấc mơ lệ thương tan đi, để trái tim khô cạn rồi. Chỉ một mình em thôi, lặng lẽ ôm bao nỗi buồn. Từ nay thôi hết những ngày dấu yêu. Đắng cay đọng lại trên môi, đau đớn khóc than mối tình. Từ đây thôi nhé, thương nhớ chỉ hai ai. Từ đây thôi nhé, mẹ ơi. Vô đi con. Mẹ. Con về rồi đó hả? Dạ, con cũng mới về. Con ngồi đi. Hồi trưa mẹ đã gọi cho con biết, nói về tình trạng của Mỹ Ngọc, nhưng mà con vẫn muốn biết cặn kẽ hơn mẹ. Ừ, mẹ biết, cho nên mẹ cố tình thức để đợi con đó. Dạ. Để mẹ lấy hồ sơ khám bệnh của Mỹ Ngọc cho con coi nha. Dạ. Khánh Hà, em sao vậy? Không phải là em kêu anh ra đây để ngồi nhìn em chứ? Anh này, em á, cứ coi anh như là một người anh đi. Có chuyện gì buồn, gặp chuyện gì ấm ức, cứ kể cho anh nghe. Có khi là anh không giúp gì được, nhưng mà em nói ra em sẽ nhẹ lòng hơn. Sao, em gặp khó khăn trong chuyện tình cảm hay là chuyện học hành? Chuyện tình cảm, chuyện học hành với em đều rất là tốt. Em buồn vì thấy người mình yêu vất vả quá mà không giúp được gì hết. À, thì ra là em buồn vì chuyện đó. Với em cũng buồn cho con bé nữa. Nhìn nó mỗi ngày phải chống chọi với bệnh tật, mà mình bất lực, không giúp được gì hết. Em thấy đau lòng lắm. Khánh Băng nói quả không sai. Em vẻ bề ngoài là một cô gái rất là mạnh mẽ, nhưng thật ra tâm hồn của em rất là mong manh và yếu đuối. Chị Khánh Băng nói em vậy hả? Đúng. Ngày đó anh còn chưa tin, nhưng mà bây giờ anh đã tâm phục khẩu phục rồi. Khánh Hà, em phải nên nhớ điều này. Sức người có hạn, cho dù em có lòng tốt tới cỡ nào đi chăng nữa, thì cũng có rất nhiều việc em không thể giúp được. Nói theo nhà Phật thì đó là nghiệp ai nấy mang. Cho nên em buồn á thì cứ buồn, nhưng mà đừng có để mình đắm chìm vào đó, em biết chưa? Với lại anh nghĩ là em đã giúp được họ rất nhiều rồi. Một nụ cười, một cái nắm tay, sự ân cần thăm hỏi, chỉ như vậy thôi thì em cũng đã xoa dịu nỗi đau của họ rất nhiều rồi.
Cảm ơn anh, em vừa được anh tiếp thêm năng lượng đó. Dạ. Trả tiền cho anh đi chứ, coi như là phí tư vấn hay là tiền mua năng lượng cũng được. Cái anh này đang nói chuyện tình cảm, tự nhiên nói chuyện tiền bạc vô đây. Đó, bất thấy chưa? Nhờ vậy mẹ mới cười đó. Không phải sao? Con đừng quá lo lắng. Mẹ đã dặn dì Tư với Thanh Vân rồi. Mỗi ngày ráng chuyện trò, gợi nhớ cho Mỹ Ngọc thường xuyên. Bác sĩ nói làm như vậy có khi trí nhớ của Mỹ Ngọc sẽ được cải thiện. Lâu nay con cứ hy vọng một ngày nào đó em của con sẽ nhớ lại những chuyện trước khi gặp tai nạn. Nhưng bây giờ con chỉ cầu mong sao cho tình trạng của Mỹ Ngọc được có xấu hơn nữa là được rồi. Lúc đó Mỹ Ngọc chỉ mới có 5 tuổi, dù có nhớ lại cũng không thể rõ ràng được đâu con. Chúng ta cố gắng duy trì được tình trạng hiện nay của Mỹ Ngọc vậy là tốt rồi, nha con. Dạ. Thôi mẹ nghỉ ngơi đi, con về phòng nha. Ừ. Ờ nè, con cũng đừng có thức khuya quá đó nghe. Dạ con biết rồi. Ừ. Em sẽ cố gắng duy trì tình trạng hiện nay của Mỹ Ngọc. Anh chị hài lòng chứ? Đây là quà anh mua về tặng mẹ, em coi còn thiếu gì nữa không? Trời, anh mua tặng mẹ một lần bao nhiêu đây luôn hả? Em tưởng chỉ có hai cái giỏ này thôi chứ. Bộ anh tính cho mẹ mở tiệm tạp hóa ở nhà luôn hả? Lần này là quá nhiều luôn rồi, khỏi cần mua thêm nữa. Thế nào mẹ cũng la cho coi. Thì anh thấy món nào cũng muốn mua về tặng mẹ hết. Anh biết không, chỉ cần thấy em và anh về cùng nhau là món quà lớn nhất của mẹ em rồi. Mẹ em không có cần gì khác đâu. Cho nên lần sau anh đừng có mua cái gì nữa hết, mà về cùng em hoài là được. Anh hứa với em sẽ sắp xếp công việc đưa em về quê thăm mẹ thường xuyên hơn. Dạ. Anh ra ngoài nghe điện thoại một chút. Alo. Alo, cậu Khiêm hả? Cậu có thể giúp tôi được không? Có chuyện gì vậy Thêm? Trời ơi cậu ơi, Tiểu Nguyên nó đau bụng quằn quại vậy đó. Ông nhà tôi thì đi Vũng Tàu, ở nhà chỉ có một mình tôi với nó à. Tôi không biết sao xoay sở nữa. Cậu có thể đến đây liền, tới liền, tới gấp giùm tôi, giúp giùm tôi nha. Dạ con. Có chuyện gì vậy anh?
Thanh Vân à, anh có việc đột xuất cần phải giải quyết gấp. Anh sợ là anh không thể về quê cùng em được, nhưng mà anh hứa lần sau anh sẽ... Thanh Vân à, em hiểu cho anh nha, em thông cảm cho anh đi. Em hiểu mà. Ngay từ đầu em đã biết yêu một người tài giỏi như anh thì phải biết chấp nhận mọi thứ. Không phải anh đã dạy điều đó cho em hay sao? Không sao, anh cứ lo giải quyết việc của anh cho thật là tốt đẹp. Em sẽ giải thích với mẹ được mà, mẹ cũng sẽ hiểu và không trách anh đâu. Anh đi nha. Bà, hồi nào giờ tôi thấy người ta quá trang mà quá trang đẹp không à. Sao tự nhiên hôm nay bà quá trang cho con Quyên mà nó xấu dữ vậy? Nín! Mắt thâm thâm là tái tái lên nha con. Nói không phải khen, bây giờ không còn là xấu nữa mà là thấy gớm luôn á. Tôi nói cho ông biết nha, đừng có cười ngạo tôi đã. Lo mà vô phòng á, nằm im ở trong đó giùm cái, tự nhiên mình lú đầu ra đi, đặng cho bể hết chuyện à. Biết rồi, nói hoài. Nhưng mà thằng Khiêm nó có tới không bà? Sao lại không tới chú? Con đã nói rồi, si la mua la mua phi, phi la mua la mua si. Muốn mua gì chú mua cho. Trời ơi, con mệt chú ghê á, con nói mà chú không nhớ gì hết. Thì con nói cái gì mua để chú mua cho. Ý con nói á là lúc trước con theo tình, bây giờ là tình theo con, thì đương nhiên anh Kim phải tới đây. Vậy hả? Nghe mua tưởng mua gì chứ. Còn ông nè. Hả? Rảnh không? Rảnh chứ, đâu có làm gì đâu. Lấy cho tôi cái bông coi. Bông kế kìa. Đâu? Kế bên bà đó, bông lan đó. Tôi nói bông tẩy trang. Bông tẩy trang hả? Đi đâu đó? Thì chạy vô toilet. Toilet làm gì? Thì tìm bông tẩy trang. Bông tẩy trang làm gì có trong toilet? Không có thì lấy giấy sút lau cũng được vậy. Không. Bà trời. Bông tẩy trang ở đây nè. Kế bên bà sao bà không lấy đi? Đúng là cái mặt của ông không có nhờ cậy được gì, chỉ có tài trả treo trả treo. Trời ơi tím ơi, công nhận tím hay ghê luôn á. Trời ơi, nhìn con ghê quá. Ghê không? Ghê nhìn quá. Như vậy mới tiều tụy. Con bây giờ con nằm xuống giường đi ha. Còn ông nè. Sao? Đi về phòng giùm cho tôi, nằm im ở trong đó, im lặng nghe chưa? Cậu Kim chuẩn bị tới rồi đó. Biết rồi, chừng nào nó tới thì tôi đi. Đi đi chứ con. Ê có ai kìa. Ê, để tôi ra mở cửa cho. Đứng lại. Gì? Trời ơi, mới dặn dò nằm im giùm ở trong phòng. Quên. Con thấy chưa, đầu óc của ổng giống như là đậu hũ nằm ở trong đó vậy. Thôi bây giờ nằm xuống. Nhưng mà khi nằm xuống á, là con phải nhớ cái lời thím đã dạy con nghe chưa. Dạ. Là con phải nằm hoàng hoài. Thôi đừng có, con biết rồi, để anh Kim chờ đó thím. Nhanh. Nằm xuống. Đó. Tiều tụy rõ ràng nha con. Nha. Mọi chuyện để thím lo. Dạ. Đây mẹ ơi, đây là trà. Trà này rất là tốt cho sức khỏe. Anh Kim nói là phải đưa cho mẹ uống đó. Mẹ nhớ uống thường xuyên nha. Còn cái bánh này á là để lúc nào mẹ đói thì mẹ ăn và uống trà, vừa no bụng lại vừa vui. Nè mẹ. Dì tươi. Còn đây á là mấy bịch kẹo. Ảnh mua cho mấy em bên nhà của dì tươi đó. Trời ơi, thiệt là cậu Kim chu đáo ghê luôn á. Có quà cho mấy đứa con của nhà dì nữa chứ. Cảm ơn dạ. Con còn nữa à nha. Đây anh Kim mua cái khăn quàng này cho mẹ nè. Đẹp không mẹ?
Còn cái này, còn cái này là của dì Tươi. Quà của dì Tươi nè. Dì Tươi thấy đẹp không? Chị thấy em đẹp không? Trời ơi, nhỏ lớn giờ gì mới có cái khăn đẹp vậy á. Giờ hưởng phước của con đó Thanh Vân. Dì kẹo con hoài. Cậu Khiêm bài vẽ chi không biết nữa. Mẹ đâu có cần mấy cái thứ này. Mai mốt còn dặn cậu Khiêm á, đừng có mua đồ đạc lung tung như vậy, phí lắm. Dạ. Ờ chị, hai mẹ con tâm sự đi. Em chạy đem kẹo về cho mấy đứa nhỏ đi vui. Dì về đi. Dạ. Dì ơi. Hả? Hôm nay có con về, dì cứ bên nhà lo cho mấy em đi, để con chăm sóc mẹ là được rồi. À, dì cảm ơn con nghe. Em về nghe chị. Ừ. Dì về nghe. Dạ. Vân nè. Dạ. Con với cậu Khiêm cãi nhau hả? Đâu có. Sao mẹ lại nghĩ như vậy? Hai đứa đã nói về thăm mẹ. Sao tự nhiên tới giờ chót cậu Khiêm lại không đi? Con đã nói với mẹ rồi, công ty của ảnh có việc đột xuất nên ảnh phải đi giải quyết. Ảnh nói lần sau nhất định sẽ về thăm mẹ. Mẹ đừng có lo nghe mẹ. Thiệt vậy không? Thiệt là hai đứa không có chuyện gì phải không? Con nói thiệt mà, con đâu có dám gạt mẹ. Ừ. Vậy thì mẹ yên tâm rồi. Con ơi. Dạ Thêm. Sao rồi con? Con thấy trong người con có đỡ nhiều chứ con? Dạ. Thêm lo quá. Mấy ngày rồi đó con, nó không ăn uống gì hết trơn á. Chắc là cái bệnh bao tử nó tái phát rồi đó. Mà cái con này cũng vậy, cái tính tình thiệt là ngang bướng à. Nó sợ bệnh viện lắm. Kêu đi hoài mà nó không chịu đi, năn nỉ thấy mồ luôn vậy đó. Có con á, có gì con nói giùm cho Thím cái đó nha. Dạ. Tiểu Quyên à. Tiểu Quyên. Em ráng ngồi dậy ăn miếng cháo cho khỏe đi. Tiểu Quyên à. Em mệt lắm, em không ngồi dậy nổi đâu. Thím à. Ờ con. Thím cho phép con đút cháo cho Tiểu Quyên nghe. Ờ thôi, Thím về phòng nghỉ ngơi nha. Dạ. Từ sáng tới giờ Thím mệt đừ với nó vậy đó. Có gì á, nhớ gọi cho Thím nha con. Dạ. Tiểu Quyên à, Tiểu Quyên. Anh đỡ em ngồi dậy ăn miếng cháo nghe. Thôi, cho anh xin lỗi đi. Em đang ăn miếng cháo cho có sức. Có sức khỏe mới dặn anh tiếp được chứ. Đây, anh đợi em ngồi dậy nghe. Sao anh không bỏ mặc em luôn đi? Còn chăm sóc em làm gì? Em đâu phải là người yêu của anh. Thôi mà, cho anh xin lỗi đi. Tại lúc đó anh chưa hiểu rõ lòng mình mà. Này. Cười gì vậy? Lần sau nhớ đánh cái môi nhẹ nhẹ tay xíu. Đánh hơi lố quá. Tại quá.
Dân, để mẹ lạc cho. Dạ thôi, mẹ ngồi chơi đi, con lạc sắp xong rồi mà. Để con đi rửa nha. Đăng Duy ơi, mẹ nói chuyện với con chút được không? Đăng Duy. Dạ. Mẹ nói chuyện với con chút nha. Dạ. Ngồi đi con. Mẹ tìm con có chuyện gì quan trọng hả mẹ? Không, không có gì quan trọng hết. Mẹ chỉ muốn nói chuyện với con thôi mà. Hôm nay Thiên Kim có nói gì với con không? Thiên Kim? Chuyện gì hả mẹ? Hôm trước Thiên Kim có nói với mẹ là chuyện giữa Thanh Vân với lại Mỹ Ngọc. Cô Thiên Kim này đúng là rảnh quá mà. Chắc lại nói Thanh Vân quan hệ đồng tính với Mỹ Ngọc có đúng không mẹ? Như vậy là Thiên Kim nó cũng có nói với con rồi. Dạ, nhưng mà con thấy quá vô lý, quá tào lao, cho nên con bỏ qua không để tâm tới. Thiên Kim nói chuyện này với mẹ cũng đã một thời gian rồi. Mẹ không có nói cho con biết vì mẹ định là để quan sát coi làm sao. Rồi mẹ thấy có dấu hiệu gì giống như nghi ngờ của Thiên Kim không mẹ? Không có như vậy. Thanh Vân đối với Mỹ Ngọc như là đối với một đứa em gái bé bỏng vậy thôi. Dạ, con cũng nhận thấy điều đó. Ừ. Đăng Duy à, con nhận xét thế nào về Thanh Vân? Thanh Vân là một cô gái tốt. Để cô ấy ở bên cạnh Mỹ Ngọc, con thực sự thấy rất yên lòng. Ừ. Mẹ cũng rất quý Thanh Vân. Con gái thời buổi này hiếm có đứa nào được như con bé đó. Càng hiếm có người nào khiến cho Mỹ Ngọc nhà mình lại thương mến tới như vậy. Ngày trước Mỹ Ngọc cũng rất mến Khánh Băng, nhưng mà so với Thanh Vân hiện nay thì vẫn còn thua xa, phải không con? Dạ. Đăng Duy à, con không thể sống độc thân hết cả đời được. Mẹ biết con không thể quên Khánh Băng, mà con cũng không cần quên Khánh Băng đâu. Nhưng Đăng Duy à, con cần phải lấy vợ sanh con. Đó là bổn phận của con đối với dòng họ nhà này. Sao tự nhiên đang nói chuyện kia mẹ lại nói qua chuyện vợ con của con? Con thử nghĩ coi. Con có thể cưới Thanh Vân làm vợ được không? Mẹ, sao tự nhiên mẹ lại... Chuyện tình cảm mẹ không ép, mà cũng không thể ép. Mẹ chỉ gợi ý vậy thôi. Bởi vì mẹ biết, ngoài Thanh Vân ra, con không thể tìm được người nào khác có thể chăm sóc tốt cho Mỹ Ngọc như Thanh Vân. Mà mẹ biết, với con, hạnh phúc của Mỹ Ngọc còn quan trọng hơn hạnh phúc của bản thân con nữa. Có đúng vậy không? Thank you.
từ chỗ Thiên Kim thì thôi đi. Đằng này là dành tình cảm cho một cô gái khác, mà theo Thiên Kim cho là thua xa cô ấy về mọi mặt. Biểu sao Thiên Kim không uất ức? Sao cô ta dám khẳng định mình hơn hẳn người khác chứ? Đó, thấy chưa? Binh vực rõ ràng, đó ông còn chối không? Chối cái gì mà chối? Gì mà binh vực? Tôi chỉ thấy sao nói vậy thôi. Đăng Duy à, ông đừng có dối lòng nữa. Đừng có cố cưỡng lại những gì mà điều trái tim ông mong muốn. Tào lao quá. Cái gì mà tào lao? Ông biết tôi yêu thương Khánh Băng tới mức nào mà. Hết Tuấn Kiệt rồi tới mẹ mình. Sao ai cũng muốn mình cưới Thanh Vân làm vợ vậy? Tại sao phải như vậy chứ? Mọi người đang suy nghĩ rất đúng. Tại sao anh phải băn khoăn? Khánh Băng, anh còn nhớ lúc tụi mình bên nhau, em đã từng nói nếu sau này khi em phải ra đi trước anh, em vẫn muốn anh phải sống vui vẻ, hạnh phúc. Có như vậy em mới yên lòng mà siêu thoát không? Khánh Băng, tại sao lúc đó em lại nói ra những lời đau đớn đó? Để đến bây giờ mọi thứ đã thành sự thật, em bỏ anh một mình trơ trọi ở thế gian như vậy, em có biết không? Có nhiều lần anh không còn biết mình là ai, tại sao phải tồn tại trên thế giới này làm gì? Mà người thân thì cứ dần dần bỏ anh ra đi, còn đứa em gái thì nửa tỉnh nửa mơ. Anh đã làm gì mà ông trời phải trừng phạt anh như vậy hả? Có rất nhiều điều em biết. Có những thử thách đang bao trùm xung quanh anh. Em muốn giúp anh lắm, nhưng thế giới em đang tồn tại thiên cơ bất khả lộ, nên em không thể nói ra. Em chỉ có thể che chở cho anh bằng những gì em có thể làm được. Anh hãy nghe em, đừng quá vì em mà bi lụy, mà cư xử thái quá với những người xung quanh. Hãy đón nhận sự che chở và an ủi của người con gái bên cạnh mình. Anh cần một tâm hồn trong sáng và thánh thiện để vượt qua những thử thách. Nghe anh. Với Thành Vân, nếu có thể tiến xa hơn thì cũng chỉ là một người bạn. Anh không nghĩ mình có thể sâu đậm với cô ấy. Hồi đó em nhớ anh cũng đã từng có cái nhìn đó với em. Nhưng rồi thời gian, những nghi ngại, lo âu đã dành cho những khoảnh khắc yêu thương, che chở. Chuyện gì rồi cũng sẽ đến. Một khi ta tìm được hơi ấm trong lúc bên nhau. Đây là lần cuối cùng em gặp anh. Bây giờ là lúc thời khắc âm dương cách biệt. Em khuyên anh hãy cố gắng thêm tí nữa, mở lòng thêm tí nữa, anh sẽ đón nhận được sự yêu thương mà anh mong muốn. Khánh Băng, Khánh Băng, thank you.
Dạ con mời mẹ. Ừ. Được rồi, để mẹ tự gấp, con ăn đi. Dạ. Dân à. Dạ. Công việc lúc này có vất vả lắm không con? Cũng bình thường thôi mẹ. Ừ. Đi làm nhiều khi cũng gặp áp lực ghê lắm, nhưng có khi cũng rất là nhàn nhã. Ừ. Nói chung là ổn mẹ ơi. Con có yêu thích công việc mà mình đang làm không? Đẹp quá à. Mỹ Ngọc à. Chạy từ từ thôi đó. Đô anh hai đô. Thôi đô đô. Con thích lắm. Chỉ cần yêu thích công việc mình đang làm là tốt rồi con. Làm việc mà mình không yêu thích, dù đồng lương có cao cách mấy, cũng không thể vui vẻ được. Con thiệt là không ngờ luôn á. Không ngờ là mẹ của con lại có những suy nghĩ tiến bộ như vậy luôn á. Mẹ. Ừ? Lần này về á, con thấy mẹ trắng trẻo ra, hồng hào, mập mập hẳn lên luôn á. Ừ. Mẹ ơi, ráng giữ cái đà này luôn nha mẹ. Ừ. Chẳng phải mẹ đã nói với con rồi sao? Mẹ có được ngày hôm nay là nhờ vào cậu Khiêm đó. Cái ơn của cậu ấy đối với mẹ con mình rất là lớn. Nếu có thể làm gì được để báo đáp cho cậu ấy, con đừng có toan tính thiệt hơn nha con. Ừ. Con biết mà mẹ. Ừ. Mẹ ăn đi. Vân à. Dạ. Nói thiệt cho mẹ biết, giữa hai đứa con có chuyện buồn gì không? Mẹ kỳ ghê. Con đã nói rồi mà mẹ không tin. Tụi con rất tốt đẹp, không có gì hết á. Vậy thì tại sao con dặn mẹ mỗi lần điện cho con, đừng hỏi, đừng nhắc gì tới cậu Khiêm? Dạ, tại anh Khiêm là sếp của con ở đó. Con không muốn đồng nghiệp bàn ra tán vô khi biết con với ảnh có mối quan hệ tình cảm. Với lại mẹ à. Sao hả con? Mặc dù cho tới lúc này anh Khiêm vẫn rất thương con, rất tốt với mẹ con mình. Ừ. Nhưng dù sao con với anh ấy vẫn chưa phải là vợ chồng. Ai biết ngày mai sẽ không có gì thay đổi. Ừ. Nên con không muốn nhiều người biết về mối quan hệ này mẹ ơi. Ừ. Con nói cũng đúng. Mẹ la dì tươi hoài à. Con biết sao không? Tại dì ấy á, hay kêu cậu Khiêm là con rể của mẹ. Mẹ muốn bà con lối xóm coi cậu ấy như là bạn của con là được rồi. Dạ. Ừ. Dân, nghe mẹ nói nè. Dù ơn của cậu Khiêm đối với gia đình mình lớn gấp bao nhiêu lần đi nữa, nhưng mẹ cũng không muốn con vì ân nghĩa đó mà chịu ấm ức. Mẹ khuyên con nhường nhịn, yêu thương cậu ấy hết lòng. Đó là lúc cậu ấy vẫn một lòng với con. Con hiểu ý mẹ không? Ừ. Con hiểu. Anh Khiêm rất là yêu thương con. Mẹ đừng có lo gì nghe mẹ. Ừ. Thôi ăn cơm đi con, nguội hết rồi. Dạ. Mẹ nhớ ăn nhiều vô đó. Chơi thôi, tới giờ rồi. Ờ, em còn đợi anh hai chút nha. Anh hai làm xong cái này rồi anh hai dẫn đi. Ngồi ở đâu anh hai? Ngồi đằng giữa anh hai kìa. Ngồi đó làm gì anh hai? Ờ, lấy điện thoại anh hai chơi game nha. Anh hai cho hả? Ừ. Dạ. Nhanh nhanh nha anh hai, em đợi lâu em buồn lắm á. Ừ. Chuyện gì vậy?
nhiều hình chị hai đẹp quá vợ. Mà anh hai không đưa cho chị hai coi. Tại anh hai tình cờ chụp thôi, chưa được sự cho phép của chị hai, cho nên anh hai chưa có dám đưa cho chị hai coi. Vậy hả? Vậy để em xin phép chị hai cho. Chị hai thương em dữ lắm á. Em xin cái gì chị hai cũng cho hết trơn á. Đừng. Chuyện này là do anh hai làm, phải để cho anh hai tự xin lỗi trước, rồi xin phép sau. Chuyện này để từ từ anh hai giải thích với chị hai nha. Em nhớ đừng để lộ ra, chị hai mà biết sẽ giận anh hai luôn đó. Em biết rồi, hứa không nói đâu. Miên Ngọc ngoan. À, thôi được rồi, bây giờ anh em mình đi chơi ha. Đi chơi hả anh hai? Đi liền. Chơi rồi, tới giờ rồi, không có làm rồi, gì nữa. Rồi đi chơi thôi. Đi chơi. Bây giờ anh đã biết em quan trọng như thế nào đối với anh rồi. Nhất định anh sẽ không buông tay em lần nào nữa đâu. Anh đó, thật biết cách làm cho người ta hết giận. Vậy là em hết giận anh rồi đúng không? Ừ. Anh Kim. Anh có thật lòng yêu em không? Anh có nghĩ tới chuyện hôn nhân với em không? Anh đã suy nghĩ rất kỹ về vấn đề này rồi. Anh rất muốn tiến tới hôn nhân với em. Nhưng... Nhưng sao anh? Em cũng biết, với đàn ông, sự nghiệp rất là quan trọng. Anh đã đặt ra mục tiêu của đời mình và luôn phấn đấu vì nó. Bây giờ, Thành cũng đã sắp đạt được rồi. Nếu chúng ta cưới nhau, có thể vị trí của anh sẽ cao hơn mục tiêu mà anh đặt ra. Nhưng đó không phải do anh nỗ lực mà có được. Vợ chồng sống với nhau, theo thời gian chắc chắn tình yêu sẽ không còn nồng nhiệt như lúc trước nữa. Rồi sẽ có những va chạm, có cãi nhau. Anh sẽ tự ti mặc cảm vì bản thân bám vào em mới có được vị trí đó. Mà em cũng sẽ nghĩ, nếu không nhờ có em thì làm sao anh được như vậy, có đúng không? Không nói tới chuyện lâu dài, nhưng nếu lúc này chúng ta cưới nhau, tình yêu trong em còn cháy bỏng. Có thể em không nghĩ tới, nhưng ba mẹ em, chú thím em, người thân của em và cả bạn bè người thân của anh nữa, có ai không nghĩ anh cưới em vì gia sản đâu. Anh không muốn hạ thấp mình, cũng không muốn người anh yêu bị hạ thấp. Cho nên anh quyết định sẽ phấn đấu nhiều hơn nữa để sớm đạt được mục tiêu. Một khi anh đã bước lên vị trí cao hơn, lúc đó anh sẽ tự tin khoác tay em đi giữa lễ đường, ngẩng cao đầu mà không sợ ai bàn tán nữa. Anh đã suy nghĩ thấu đáo như vậy, ngoài việc ủng hộ anh, em còn biết làm gì đây? Anh cảm ơn em. Bây giờ em gái của anh hai muốn đi đâu nữa, anh hai sẽ đưa em đi. Bữa nay sao anh hai rảnh vợ? Anh hai rảnh thiệt không? Vậy anh hai chở em về nhà chị hai chơi đi anh hai. Nha. Em muốn tới nhà chị hai chơi. Xong rồi á, mình đón chị hai về với mình luôn nha anh hai. Đây. Thực ra anh hai không có biết nhà chị hai ở đâu hết. Anh hai gạt em. Anh hai nói thiệt, anh hai không có biết thiệt mà. Anh hai không có gạt em đâu.
Rõ ràng hồi trước em thấy anh hai nói vậy nè. Ờ, đợi em chút. Ui dạ. Nè, có đau không? Không sao. Cô vô nhà này nhằm mục đích gì? Tôi nói cho cô biết, chỉ cần mất vài phút, tôi sẽ có mọi thông tin về cô. Nhà cửa, người thân tất tần tật, không thiếu thứ gì. Đó, rõ ràng anh hai nói vậy mà. Trời đất ơi, vậy mà Thanh Vân dám nói là lúc này em hay quên. Quên cái gì đâu. Mấy lần anh hai hù dọa Thanh Vân, biết hồi đời nào tới bây giờ. Bây giờ mà em vẫn còn nhớ như anh. Anh hai phục em thiệt đó. Đó, rõ ràng là anh hai biết nhà chị hai. Vậy mà bây giờ anh hai không chở em đi. Vậy là anh hai gạt em rồi còn gì nữa. Em nghe anh hai nói nè. Thực ra anh hai chưa có tới nhà chị hai lần nào hết á. Nhưng mà địa chỉ nhà thì anh hai biết. Biết địa chỉ nhà thì quá dễ rồi. Bây giờ chỉ cần mình quắt 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 taxi lại nè. Mình leo lên taxi, mình đưa cái địa chỉ ra là mấy chú taxi hay lắm, tự động biết chở mình tới nơi. Mình chỉ cần á hả, mở cửa bước xuống trả tiền, vậy là được à. Mỹ Ngọc nè, em phải hiểu một điều. Khi mà mình muốn tới nhà qua chơi á, thì mình phải xin phép người ta. Không xin phép mà tới thình lình như vậy sẽ khiến người ta không vui. Với lại chị hai đã ở nhà tụi mình suốt nhiều ngày như vậy rồi, lâu lâu mới được về thăm mẹ chị hai. Mình cũng phải để cho chị hai với mẹ chị hai có thời gian bên nhau chứ, đúng không? Vậy chừng nào chị hai mới về với mình vậy anh hai? Sáng ngày mai. Sáng ngày mai là chị hai sẽ về. Tối nay á là chị hai phải ở nhà để ngủ với mẹ chị hai một đêm chứ, đúng không? Hai mẹ con mà. Bây giờ em muốn đi đâu nè, anh hai dẫn em đi. Muốn cái gì anh hai cũng chịu đúng không? Muốn cái gì anh hai cũng chịu. Vậy anh hai bơi qua bển rồi bơi ngược về cho em coi đi. Anh hai bơi qua bển rồi bơi ngược lại là anh hai chết đuối bỏ em luôn đó, chịu không? Vậy là anh hai dở ẹt. Vậy thôi, anh hai khiêng hai chiếc xe này về nhà đi. Cái này là anh hai chuộc tội, không chở em về nhà chị hai chơi. Làm sao mà anh hai khiêng nổi? Nè, khiêng vậy nè, không khiêng không về đâu. Thôi về ở lại luôn đi, anh hai không có khiêng nổi, anh hai về trước à. về. Cười thôi chứ không có hết giận đâu. Em về nhà ôm cái gối có mùi của chị hai ngủ sướng hơn. Trời biết rồi, sợ cô quá à. Cười cho anh hai vui thôi chứ không có vui chút nào hết trơn á. Anh hai chờ em một tí. Xong chưa? Từ từ để đá cái này lên cái đã. Rồi. Rồi. Đi nha. Rồi xuất phát. Nơi xa lòng anh rơi bời. Ý, chị hai. Biết chẳng chị hai, em nè. Em hết. Chị hai, một em nè. Có khi gặp nhau, chị Tư ơi, đừng quên đâu có Mỹ Ngọc trên phòng đâu. Hả? Không có hả? Vậy Mỹ Ngọc ơi. Ủa? Sao nữa ta? Có chị hai mới biết thôi nè. Hãy hỏi chị hai thôi. Quanh khu vực đó đi, tôi về liền. Thiếu sức tình yêu là một trong giấc mơ. Mỹ Ngọc, em đem tình yêu là xóa tan giây phút. Mỹ Ngọc, cho ta hồn nhiên tìm lại những trong tình ơi. Nói yêu thêm một lần, nói yêu thêm một lần. Tiếng chị hai, chị
Sao? Quỷ đang ở đâu? Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.